Cát Phượng thông báo tin vui nhất vì biết Mai Phương dần khỏe hẳn, sắp được xuất viện. Đây chính là niềm vui cảm thấy nhẹ lòng đối với đồng nghiệp cũng như người hâm mộ khi dốc sức hỗ trợ Mai Phương thời gian qua. Gần một tháng qua, khán giả khắp nơi như bàng hoàng và đã không ít người rơi nước mắt trước thông tin nữ diễn viên từng chiếm sóng trên các kênh truyền hình Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi rất nặng. Hiện tại cô đã nhập viện được khoảng 3 tuần và đang điều trị tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Đến thời điểm giờ, sức khỏe của nữ diễn viên dần tiếp nhận thuốc. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đã đăng tải dòng trạng thái thông báo không nhận tiền đóng góp cho nghệ sĩ Lê Bình và diễn viên Mai Phương nữa. Lý do vì thời gian tới cô bận đi quay phim nên không thể thay mặt mọi người trao tận tay số tiền tới diễn viên Lê Bình và Mai Phương được. Đồng thời, khi dưới bình luận có một số khán giả hỏi về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên, Cát Phượng nhanh chóng cập nhật trả lời tin mừng đến với mọi người, khỏe rồi con, sắp được xuất viện. Cát Phượng thông báo tin mừng mà những ngày vừa qua cả showbiz Việt vẫn lo lắng hướng về Mai Phương. Có lẽ đây chính là niềm vui mà khán giả cũng như bạn bè đồng nghiệp mong chờ nhất sau gần một tháng điều trị bệnh ung thư phổi của Mai Phương tại bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người không khỏi cảm thấy nhẹ lòng, an tâm khi biết sức khỏe của nữ diễn viên đã có những tiến triển khả quan và tin vui là cô sắp được xuất viện. Trước đó, Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ tình trạng sức khỏe của Mai Phương đã có những tiến triển khả quan. Nhờ xạ trị nên những điểm di căn trong xương của nữ diễn viên đã có dấu hiệu ngừng lại và cô không bị đau nhức nữa. Tuy nhiên, Mai Phương vẫn cần theo dõi lâu dài vì có thể xảy ra tình trạng kháng thuốc. Dù điều trị khi vào thuốc rất đau đớn, nhưng Mai Phương luôn nở nụ cười vui vẻ, mạnh khỏe để tiếp đón mọi người đến thăm. Hy vọng nữ diễn viên sẽ khỏe mạnh để về nhà cùng cô con gái đáng yêu La Vi. Còn về sự kêu gọi giúp đỡ Mai Phương vẫn tiếp tục diễn ra. Theo thông tin được biết, Phùng Ngọc Huy tham gia đêm nhạc gây quỹ hỗ trợ bạn gái của Mai Phương tại hải ngoại. Theo như được biết, đêm nhạc này do nam diễn viên Minh Luân khởi xướng thực hiện. Anh mời cả Phùng Ngọc Huy tham gia đêm nhạc vì biết rõ nam diễn viên đang rây rứt suy sụp vì không thể có mặt tại Việt Nam chăm sóc người yêu cũ. Sau việc hào hứng đưa con đến trường khai giảng đầu năm học mới, các nghệ sĩ đã tranh thủ khoe những khoảnh khắc đặc biệt của các con trong ngày tụ trường. Ngày 5 tháng 9, không khí cả nước hầu như tập trung vào sự kiện khai giảng. Dù bạn đã tốt nghiệp ra trường, nhưng hàng năm vào ngày đặc biệt này, trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm xúc khó tả. Vào ngày 5 tháng 9 vẫn luôn là một kỷ niệm trong ký ức của mọi người. Bên cạnh đó, các sao Việt dù khá bận rộn, nhưng sáng họ vẫn dành thời gian đưa các thiên thần nhí đến tận trường để thực hiện nghi thức khai giảng năm học mới. Không chỉ có các bé, mà ngay cả nghệ sĩ cũng có cảm giác bồi hồi khi thấy con của mình bước lên một lớp học mới với nhiều kiến thức mới và ngày càng trưởng thành hơn. Cát Phượng mong muốn được đưa cu bơm đến trường nhân dịp 5 tháng 9, nhưng lại nhận được phản ứng trái ngược của con trai. Dẫu vậy, cô rất hạnh phúc khi thấy con dành sự quan tâm cho mẹ. Đạo diễn Tô Hòa Thuận kể, không khí của buổi khai giảng sáng nay không gian ấm áp, tự nhiên ba muốn trở thành em bé và không biết điều gì đã làm cho ba lăng xăng, đứng ngồi không yên, quên mình đã không còn nhỏ nữa. Bầy con đi học lại sau những ngày nghỉ lễ, thương yêu vô cùng các em bé ơi, sáng nay nướng lên đoạn đánh răng rửa mặt thay đồ hơi lâu. Nhưng đến trường rồi thì em nào cũng ngoan nè. Trường thương trường yêu của em mà, dù thường ở trường, quay về rất khuya, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn cố gắng dậy sớm đưa ba cục vàng đến trường. Năm tháng 9 2018, hôm nay Quân đến trường, mẹ dắt tay từng bước. Lê Phương dù ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng luôn về Trà Vinh trong các sự kiện của cà pháo trong trường học. Chúc con trai có một ngày khai giảng thật vui vẻ, những điều tươi đẹp nhất, điều kỳ diệu nhất sẽ đến với con, Bảo Thanh nhắn nhủ con trai. Hai anh em tớ đi khai giảng nè, chúc hai miêu của mẹ có năm mới vui thật vui nhé, bố mẹ yêu các con nhiều lắm, bà xã Tuấn Hưng chia sẻ. Sáng qua, Hồng Quế diện đồ xinh đẹp cho cô công chúa nhỏ và đưa con khi khai giảng lần đầu tiên trong đời. Cụ người mẫu Ngọc Thạch cũng đưa cậu quý tử đến trường trong ngày 5 tháng 9. Sau ly hôn, Trương Quỳnh Anh tim, hết yêu nghĩ là ta cũng hết quan trọng với nhau, kể từ khi xác nhận ly hôn với Trương Quỳnh Anh vào tháng 7. Đây là lần hiếm hoi tim bộc lộ tâm trạng trên mạng xã hội. Vào tháng 7 vừa qua, tim khiến khán giả bất ngờ khi thừa nhận mình và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn trên trang cá nhân.
đại diện truyền thông của nam ca sĩ cũng xác nhận việc ly hôn của Tim và Trương Quỳnh Anh là sự thật, cả hai ly hôn trong hòa bình, không có bất cứ khúc mắc, tranh chấp nào xảy ra. Được biết, dù cả hai đã ly hôn nhưng vẫn sống chung trong nhà của Tim. Họ sống chung nhà để tiện cho việc chăm sóc con trai Susie. Đã hơn một tháng qua, trên trang cá nhân, Tim và Trương Quỳnh Anh không còn đăng hình của nhau như trước. Cả hai cũng không còn tham gia sự kiện cùng nhau. Cả hai vẫn làm tròn trách nhiệm người cha, người mẹ đối với Susie. Mới đây, trên trang cá nhân, Tim viết: Sài Gòn lại mưa, bao lâu rồi không có cảm giác chờ đợi một điều gì đó từ một người nào đó. Hết yêu, nghĩa là ta cũng hết quan trọng với nhau. Câu này đúng thật. Duyên phận quả thật là một điều rất khôi hài. Khi chưa đúng lúc, có cảm thấy đúng bao nhiêu thì vẫn là sai. Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái, chia sẻ này nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trước đó, trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh liên tục có chia sẻ trạng thái đầy tâm trạng. Đừng để hồn mình mòn đi vì những tổn thương, tưởng có thật mà không thật, hãy nhắm mắt cho qua. Trương Quỳnh Anh cũng liên tục có những trạng thái khá buồn chia sẻ trên trang cá nhân. Vào năm 2016, cặp sao khiến khán giả bất ngờ với màn cầu hôn lãng mạn ở rạp chiếu phim. Tim đã chuẩn bị công phu cho màn cầu hôn và tặng nhẫn cho vợ sắp cưới. Trương Quỳnh Anh đã bật khóc khi nhận những lời yêu thương từ Tim. Khi đó họ dự định cưới vào năm 2017, khi con trai 5 tuổi, nhưng mọi thứ đã không diễn ra. Ba cô gái nhóm nhạc HAT đình đám một thời và những cuộc hôn nhân đậm nước mắt. Dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhưng cuộc sống hôn nhân tình cảm của bộ ba thành viên nhóm nhạc HAT lại vô cùng chung duyên, không ai hạnh phúc trọn vẹn. Phạm Quỳnh Anh và chồng chia tay sau 6 năm kết hôn. Những ngày vừa qua, thông tin Phạm Quỳnh Anh Quang Huy ly hôn sau hơn 6 năm kết hôn lan truyền trong cộng đồng mạng. Gần một năm nay, cả hai ít xuất hiện cùng nhau. Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh hay Quang Huy chỉ khoe ảnh cùng con gái khiến người hâm mộ lo lắng. Không những thế, trong một bức hình mới nhất của Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Thu Thủy bất ngờ khi vào bình luận: "Đúng là phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai, an nhiên bạn nhé." Điều này dấy lên nghi vấn gia đình Quang Huy rạn nứt là có thật. Về phía Quang Huy, cách đây không lâu, anh bị nghi ngờ trách móc vợ qua việc nói về công ty. 16 năm qua, đây là người yêu không bao giờ hối hận, người vợ không bao giờ phản bội, không bao giờ toan tính thiệt hơn thực dụng tổn thương mình. Những bằng chứng được dân mạng tìm thấy về nghi án trục trặc của vợ chồng Phạm Quỳnh Anh. Trước thực hư tin đồn chia tay trong dư luận, mới đây chia sẻ với báo chí, Quỳnh Anh cho biết: "Tôi nghĩ đó là chuyện cá nhân, nghệ sĩ có quyền chọn chia sẻ hoặc không chia sẻ. Và nếu họ không chia sẻ cũng không đồng nghĩa rằng mọi người được thoải mái đồn đoán. Tôi sẽ không nói hay giải thích về việc này, tôi có quyền bảo vệ sự riêng tư." Tuy nhiên, cũng trong bài phỏng vấn mới nhất, Phạm Quỳnh Anh vẫn lấp lửng: "Tôi tin duyên còn thì sẽ sống với nhau hạnh phúc, vượt qua mọi câu chuyện của đời sống. Nếu duyên hết thì sẽ nhẹ nhàng chấp nhận, nhẹ nhàng đối diện với mọi chuyện là cách tôi lựa chọn." Thu Thủy trở thành mẹ đơn thân sau 17 năm yêu đương mặn nồng. Từng là nghệ sĩ kính tiếng trong làng giải trí, nhưng cuối năm 2017, Thu Thủy bất ngờ lên tiếng xác nhận ly hôn chồng đại gia. Dù tin đồn đôi ngã chia ly đã xuất hiện trước đó, nhưng việc nữ ca sĩ chính thức thông báo là mẹ đơn thân khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Được biết, trước khi kết hôn, Thu Thủy và chồng cũ đã có khoảng thời gian 13 năm yêu đương mặn nồng. Sau một chặng đường gần 2 thập kỷ bên nhau, nữ ca sĩ và người cũ quyết định giải thoát cho đối phương vì những suy nghĩ khác biệt. Cụ thành viên nhóm nhạc HAT cho biết, trong thời gian chung sống, hai vợ chồng xảy ra nhiều hiểu lầm và không tìm được tiếng nói chung. Đỉnh điểm là khi cô mang bầu, ông xã vẫn gây áp lực và thường xuyên bỏ nhà đi phượt. Thậm chí khi Thu Thủy quyết định quay trở về với công việc, chồng cũ tỏ thái độ khó chịu vì cô quay MV cùng đồng nghiệp nam. Tuy giải thích nhưng mọi việc không thể xuôi chiều mát mái. Cả hai đã trả hết nợ cho nhau, dừng lại cho cả hai sẽ tốt hơn, giọng ca 34 tuổi chia sẻ trên báo chí. Hiện tại bà mẹ đơn thân có cuộc sống yên ấm bên cậu con trai sau những sóng gió hôn nhân. Lương Bích Hữu chấp nhận nuôi con một mình. So với hai thành viên còn lại của nhóm nhạc HAT, Lương Bích Hữu thiệt thòi hơn khi chưa từng được khoác áo cô dâu. Năm 2015, Lương Bích Hữu bị chỉ trích là người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của nhạc sĩ Khánh Đơn. Cũng trong thời gian này, người đẹp Trung Hoa vướng nghi án mang thai con đầu lòng với chàng nhạc sĩ. Dù được bạn trai cầu hôn, nhưng sau đó không lâu, Khánh Đơn cho biết Lương Bích Hữu vẫn nhất quyết chia tay và sang Canada sinh sống cùng con gái. "Tôi có nhiều điều sai với Hữu, nhất là trong thời gian Hữu đi Canada để sinh con. Ở Việt Nam sau giờ làm việc,
Tôi có nhiều thời gian rảnh và được tự do một mình, hay tụ tập bạn bè đang đứng nhậu nhẹt. Tất cả những lần đó Hữu đều biết, vì do tôi tự kể hay do bạn bè tôi kể. Tôi có xin lỗi Hữu và hứa khi Hữu và con về, tôi sẽ chỉ ở nhà chăm sóc hai mẹ con, bù đắp những ngày tháng Hữu bên đó. Tính tôi cũng vô tâm lắm, nên hay làm Hữu buồn nữa. Còn tin Hữu có người thứ ba thì tôi không biết, vì cắt đứt liên lạc cũng lâu rồi. Tôi tự hứa chỉ có người mới khi nào Hữu lấy chồng, Khánh Đơn từng chia sẻ trước đó. Hiện tại Lương Bích Hữu có cuộc sống khá yên bình, cô thường xuyên chạy show ở Việt Nam và cả Canada. Trên trang cá nhân, giọng ca cô gái Trung Hoa chia sẻ những bức ảnh đời thường giản dị. Dù từng bị chỉ trích nặng nề khi yêu Khánh Đơn, nhưng Lương Bích Hữu vẫn chấp nhận làm mẹ đơn thân. Hữu chỉ nghĩ mọi người chọn làm mẹ đơn thân cũng được, thà để con không có ba, còn hơn là có một người ba tồi, khiến gia đình không được trọn vẹn và nồng ấm ấm áp, cô cho hay.